Xin chào các bạn, rất vui khi bạn đã bật view này lên. Như đã hứa với các bạn ở trên Facebook thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một video để trả lời những câu hỏi của các bạn. Và mình đã lựa chọn ra trong số những câu hỏi của các bạn trên Facebook những cái câu hỏi mà mình cảm thấy nó hay và có ý nghĩa. Và mình sẽ trả lời những cái câu hỏi này dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Và mình hy vọng rằng qua đó thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái nhìn nó chân thực về cuộc sống cũng như là về học tập tại nước Đức. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên này là của bạn Helen Nguyễn. Bạn có hỏi như thế này: chị ơi, ngày đầu tiên đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, chị có thấy cô đơn hay nhớ nhà không? Và chị làm gì để tạm quên đi những chuyện đó? Xin cảm ơn câu hỏi của em. Ngày đầu tiên chị đặt chân tới nước Đức là ngày 26 tháng 8 năm 2009. Năm đó thì chị vừa tròn 19 tuổi. Đó là một cái ngày mà chắc chắn là không bao giờ chị quên, bởi vì nó như là một cái bước ngoặt trong cuộc sống của mình vậy. Nói về sự cô đơn hay là nỗi nhớ nhà thì chị nghĩ rằng đó là một cái phần tất yếu của cuộc sống du học rồi. Bất cứ một du học sinh nào cũng sẽ phải trải qua những cái giai đoạn đó. Và đặc biệt là khi mới đặt chân tới nước Đức thì cuộc sống trước mắt mình nó thay đổi rất là nhiều. Mình cũng sẽ phải có những cái thói quen nó sẽ khác đi. Rồi mình phải học để làm quen, để thích nghi với từng cái thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Và đôi khi rằng những cái sự thay đổi nhiều và nó đột ngột như vậy trong cuộc sống thì nó sẽ tạo cho mình một cái gì đó nó hụt hẫng. Và có những cái thói quen, có những cái công việc mà mình đã làm trong suốt rất là nhiều năm trước và bỗng dưng bây giờ mình sẽ phải từ bỏ nó hay là mình sẽ phải thay đổi nó, thì chắc chắn rằng nó là một cái sự thay đổi không dễ dàng. Chị còn nhớ ngày đầu tiên khi mà đặt chân nước Đức thì một buổi sáng ngủ dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mọi thứ thật là yên ắng, đường phố hầu như là không có bóng người, và mình cảm thấy một cái chút gì đó nó hơi lạ lẫm và cũng hơi buồn nữa. Lúc đó thì mình nghĩ đến Hà Nội, nơi mà chị đã sống, thì mình cảm thấy nó hoàn toàn khác xa như vậy, khác xa so với sự tưởng tượng của mình. Và thực sự là lúc đó thì cảm thấy rất là buồn. Tuy nhiên là bây giờ nhờ công nghệ thì với Skype, với WhatsApp, với Facebook thì em có thể liên lạc với bạn bè và gia đình của mình bất cứ lúc nào. Và điều đó cũng có thể một phần nào đó giúp cho em vơi đi nỗi nhớ nhà lúc ban đầu. Thực ra thì chị nghĩ rằng chị không nhớ nhà nhiều lắm bằng việc là nhớ đồ ăn Việt Nam đâu. Với câu hỏi là làm thế nào để có thể vượt qua được nỗi cô đơn hay là nỗi nhớ nhà đó, thì việc đầu tiên cần thay đổi đó chính là tư tưởng của em. Em hãy coi nỗi cô đơn đó như là một người bạn đi, một người bạn đã đồng hành với mình trong suốt những năm tháng du học. Và thực sự thì nỗi cô đơn nó cũng không đáng sợ lắm đâu. Thực sự là chị thấy khi mà ở một mình á, nó cũng có cái hay của nó. Em sẽ có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, làm những cái việc mà em cảm thấy thích, để khám phá ra được những cái khả năng còn tiềm ẩn trong em. Thực sự thì thời gian trôi qua rất là nhanh. Như chị thì đã sống ở Đức được hơn 6 năm rồi, nhưng mà nhìn lại thì có cảm giác như là mọi thứ nó chỉ vừa như mấy hôm qua thôi. Và không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến như vậy. Và hãy tập trung vào công việc của mình, tập trung vào những cái việc ở hiện tại. Thì lúc đó em sẽ cảm thấy mình cuốn theo cái công việc và mình sẽ không còn cái thời gian để mình nghĩ ngợi, mình suy nghĩ nhiều nữa đâu. Đôi khi là cái tâm trạng của chị không được tốt thì chị sẽ tự hỏi bản thân mình là rõ ràng trước kia du học là một cái ước mơ của mình, và bây giờ thì ước mơ của mình đã trở thành hiện thực rồi, vì sao mình lại phải ngồi đây và mình buồn chán. Thay vào đó mình sẽ tập trung vào cái mục tiêu hiện tại của mình, đó là học tập thật tốt và có thể làm việc để có thể chi trả được cho những cái cuộc sống của mình. Và ngoài ra đó thì em cũng có thể đi ra ngoài kết bạn, giao lưu, gặp gỡ những người bạn ở các quốc gia khác. Chị thì không có sở thích là đi party và ok, tụ tập bạn bè ăn uống thì được, nhưng mà chị không thích đến những cái chỗ đông người. Tuy nhiên nó còn là cái sở thích cá nhân của mỗi người, thì em có thể lựa chọn cái điều đó. Còn chị thì chị lựa chọn bằng việc là tham gia những cái hoạt động xã hội. Tức là học kỳ nào chị cũng sẽ làm cái hoạt động gì đó của trường.
Ví dụ như là tham gia vào cái dự án truyền thông của trường từ khi chị mới còn học ở học kỳ thứ nhất, hay là tham gia làm tình nguyện về việc là phát triển ngôn ngữ cho trẻ em ở một cái trường học, hay là làm tình nguyện để dạy tiếng Đức cho những người nhập cư, những người tị nạn ở thành phố mà chị sống, vân vân. Thì qua đó chị có cái cơ hội được trau dồi cái khả năng giao tiếp của mình, trau dồi cái kiến thức chuyên ngành của mình, cũng như là có thể kết bạn, học hỏi được nhiều nền văn hóa khác nhau. Và qua đó mình sẽ cảm thấy mình tự tin hơn, mình hòa nhập hơn với cuộc sống. Ok, nächste Frage. Câu hỏi thứ hai là của bạn Thanh Tâm. Tên giống hệt mình. Chị có thể chia sẻ về cách học tập ở dự bị và đại học để nhận được học bổng của trường chị được không ạ?